Tạm giữ hình sự các đối tượng dùng hung khí đánh nhau làm một người chết. Hai nhóm đối tượng dùng hung khí đánh nhau khiến một người chết vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra. Công an Tiền Giang tạm giữ hình sự về hành vi giết người và gây rối trật tự công cộng. Chiều ngày 31 tháng 12, cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tiền Giang đã tạm giữ hình sự 15 đối tượng trong hai nhóm, cùng chú các xã Tân Thuận, Bình Minh, Vĩnh Bình Nam, Vĩnh Bình Bắc và thị trấn Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận, Tiền Giang về hành vi giết người và gây rối trật tự công cộng. Nạn nhân trong vụ án này là Huỳnh Thiên Hưng, sinh năm 2006, ngụ xã Vĩnh Bình Nam, huyện Vĩnh Thuận. Nhóm đối tượng bị tạm giữ gồm Nguyễn Tấn Đạt, sinh năm 2002, Nguyễn Vũ Luân, sinh năm 1997, Lương Văn Lưu, sinh năm 2002, Bùi Văn Tài, sinh năm 2003, Lê Hữu Đăng, sinh năm 2005, Phan Tuấn Cường, sinh năm 2005, Phan Tuấn Kiệt, sinh năm 2004, Trần Văn Trí Khương, sinh năm 2002, Nguyễn Duy Hưng, sinh năm 2006, Trần Danh Nồng, sinh năm 2007, Trần Văn Khôn, sinh năm 1984, Trần Út Nhỏ, sinh năm 2001, Tô Trọng Nguyễn, sinh năm 2006, Nguyễn Tấn An, sinh năm 2007 và Lý Mẫn, sinh năm 2000. Trước đó, vào tối ngày 29 tháng 12, nhóm của Luân gồm Luân, Lưu, Khương và hai người khác đi từ thị trấn Vĩnh Thuận qua ấp Bời Lời A, xã Vĩnh Bình Nam nhậu khai trương quán của người chị bà con của Luân. Lúc này, nhóm của Huỳnh Thiên Hưng gồm Thiên Hưng, Nguyễn, Mẫn đang uống cà phê gần đó nên một người trong nhóm của Luân rủ nhóm của Hưng qua nhậu cùng. Trong lúc nhậu, Luân thấy nhóm của Thiên Hưng, Mẫn có biểu hiện nhìn đều nên muốn đánh cho bỏ ghét. Nhưng do đi ít người, sợ đánh không lại nhóm của Thiên Hưng nên Luân gọi điện thoại cho Tài và Đạt qua rước về. Khi đi, Đạt lấy hai cây dao giấu trong người rồi rủ thêm Tài, Nồng, Kiệt, Duy Hưng, Đăng, Hương đi đến chỗ Luân. Thấy nhóm của Luân qua nhiều người, Thiên Hưng cho rằng nhóm này qua kiếm chuyện nên Thiên Hưng, Nguyễn, Mẫn ra về trước. Sau đó, Thiên Hưng rủ Mẫn đánh nhóm của Luân. Mẫn đồng ý rồi đi lấy hung khí là hai cây dao và bình xịt hơi cay. Lúc này, Nguyễn cũng chạy đi rủ thêm Út Nhỏ, Khôn, An. Gặp nhau xong, nhóm của Thiên Hưng gồm 6 người mang hung khí chạy xe máy gần đến chỗ nhóm Luân đang nhậu, dừng lại và đứng chờ. Khoảng 2 phút sau, nhóm của Luân gồm 10 người chạy 6 xe máy ra về thì bị nhóm của Thiên Hưng chặn lại, dùng bình xịt hơi cay và cầm dao lao vào chém. Biết bị đối phương chặn đánh nên nhóm của Luân cũng dùng hung khí đánh lại. Trong lúc hỗn chiến, Thiên Hưng bị thương nặng. Tuy đã được đồng bọn đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng Thiên Hưng đã tử vong. Đạt bị thương ở tay, sau khi đi băng bó vết thương, Đạt đến công an đầu thú. Các đối tượng còn lại trong hai nhóm cũng lần lượt bị lực lượng cảnh sát hình sự, công an tỉnh Kiên Giang và công an huyện Vĩnh Thuận bắt giữ ngay sau đó. Được biết, trong thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đã xảy ra nhiều nhóm thanh thiếu niên dùng hung khí thanh toán nhau bị lực lượng công an tỉnh ngăn chặn, bắt giữ kịp thời. Qua đó đã xử lý hàng trăm đối tượng và thu giữ nhiều hung khí nguy hiểm.